Đồng hành cùng học văn chị Hiên trong khóa học văn VIP 2K6 để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi sắp tới các em nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Không biết là bây giờ thì chúng mình đã có thể có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay hay chưa? Nhưng mà hiện tại thì chị Hiên đã đang có mặt ở đây cùng với các em rồi đấy. Vậy nên nếu như chúng mình đã đang tham gia được vào buổi học ngày hôm nay của chị Hiên thì hãy cùng gửi lời chào tới chị nha, được không ạ? Xin chào tất cả các bạn, xin chào các em. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng mình lại tiếp tục đến với buổi học số 3 trong chiến dịch tiếp cận ngữ văn. Và chị rất là mong rằng là các em thì đều đã có thể có mặt ở đây để cùng với chị Hiên tham gia trong buổi học ngày hôm nay nhá. Ok không ạ? Có lẽ là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đợi các bạn ấy một chút xíu, được không ạ? Chúng mình sẽ cùng đợi các bạn ấy một chút xíu nhá. Rồi ạ. Xin chào Quỳnh Anh, xin chào các bạn, xin chào các em. Các em ơi, các em đã có mặt ở trong buổi học tiếp cận tiếp theo cùng với chị Hiên chưa ạ? Hiện tại thì chị Hiên đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Và rất là hy vọng là các bạn đã có thể có mặt ở đây để cùng tham gia với chị trong buổi học ngày hôm nay. Và đương nhiên rồi, trong ngày hôm nay thì cái nội dung mà chị hứa cùng với các em đó chính là chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu, tiếp cận với trích đoạn Đất nước, trích trong Trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm chúng mình nhá. Ok chưa ạ? Xin chào Thùy Dương, xin chào Huyền My, xin chào Bảo, xin chào Hoài Linh, xin chào Hiệp, xin chào các bạn, xin chào các em. Các bạn ơi, cùng gửi lời chào tới chị trong buổi tối ngày hôm nay nha. Và rất hy vọng rằng là những cái lượng kiến thức mà chị Hiên cung cấp cho chúng mình ngày hôm nay sẽ lại tiếp tục là cái lượng kiến thức sẽ giúp cho các bạn có được một cái hứng thú để tiếp cận với trích đoạn Đất nước, trích trong Trường ca mặt đường khát vọng. Và quan trọng hơn là các bạn sẽ có hướng để trong cái quá trình tới đây khi vào năm học chúng ta tìm hiểu về đất nước thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái phần văn bản không quá khó học đối với chúng mình, được không ạ? Thì không biết là bây giờ các bạn đã có mặt ở đây chưa? Đừng quên gửi lời chào tới chị và mọi người nha. Ok không ạ? Đừng quên gửi lời chào tới chị và mọi người nhé. Chúng ta sẽ cùng đợi các bạn ấy khoảng từ 1 đến 2 phút nữa, được không nào? Được không nào? Chúng ta sẽ cùng đợi các bạn ấy khoảng 1 đến 2 phút nữa. Sau đấy thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về nội dung của cái phần mà chị Hiên đã chuẩn bị cho chúng mình trong ngày hôm nay nha. Ok không ạ? Được không nào? Ok không ạ? Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa? Chúng mình đã có mặt ở đây chưa ạ? Chúng mình đã có mặt ở đây chưa? Xin chào Ngọc Trâm, xin chào Thanh Thảo, xin chào các em. Các bạn sẽ cùng tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên nha. Và các em ơi, đây là một cái trích đoạn mà chị phải nói thật với các bạn rằng nó rất thường xuyên xuất hiện trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia chúng mình ạ. Phải nói thật là như vậy. Vậy nên là thành ra nếu như năm nay, năm 2024, mà đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia dành cho các bạn 2K6 có vào trích đoạn Đất nước, trích trong Trường ca mặt đường khát vọng thì nó cũng là điều hết sức bình thường các em nhá. Nó cũng là điều hết sức bình thường thôi ạ. Vậy nên là chị rất là mong bây giờ thì các em đã có thể có mặt ở đây để chúng mình cùng với nhau chia sẻ những cái nội dung với một mục đích. Đó chính là giúp cho các bạn có thể tiếp cận được với trích đoạn Đất nước, trích trong Trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm chúng mình nhá. Ok chưa ạ? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu luôn nha. Các em ơi, các em đã sẵn sàng chưa nào? À, hãy cho chị Hiên biết. Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Năm nay nếu mà vào đất nước thì phải nói thật là đây là một cái phần phát trực tiếp mà chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy là ồ, mình vẫn còn lưu lại được những cái ấn tượng nhất định đối với trích đoạn này, đúng không ạ?
mình có thể lưu lại được những cái ấn tượng nhất định đối với trích đoạn này. Và biết đâu đó sẽ là những cái điều các bạn chắc chắn, nó sẽ là những cái điều mà các em có thể sử dụng ở trong phần bài thi của các em đấy. Ok chưa ạ? Nhất trí không nào? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu nhá. Chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu nhá. Ok chưa ạ? Trích đoạn Đất nước, trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Và trước tiên bao giờ cũng vậy. À, cái tiếp cận đầu tiên của chị em mình đó chính là tiếp cận về tác giả, thông tin tác giả, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Đúng không ạ? Trước tiên bao giờ cũng sẽ là tiếp cận thông tin tác giả, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. À, ok chưa nào? Các bạn ơi, đây ạ. Có một cái nhận định được đưa ra về nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm như thế này. Đó là anh không bắt đầu thơ mình từ sách vở, từ phòng văn, mà từ hiện thực cuộc chiến đấu của nhân dân, đất nước. Thơ anh vừa có cái tươi tắn của một tâm hồn trẻ, vừa có cái hào hùng vang dội, cái dịu ngọt của đất Huế, người Huế. Được không ạ? Thì đây là một cái nhận định đầu tiên mà chúng ta có về tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Các bạn ơi, chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta vẫn còn nhớ nhà văn người Nga Elila Erembur thì từng viết ở trong tác phẩm của mình rằng lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu những thứ tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cò thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Và chúng ta có thể thấy rằng là tất cả những cái tình yêu dành cho những điều nhỏ bé và bình dị ấy chính là nền tảng để chúng ta nuôi dưỡng một trái tim gì ạ, luôn hướng về đất nước, luôn hướng về quê hương của mình. Và bản thân Nguyễn Khoa Điềm cũng đã tái hiện một cái tình cảm dành cho đất nước từ tất cả những gì đời thường nhất, từ những tất cả những gì nhỏ bé nhất, giản dị nhất, và truyền tải nó ở trong trường ca Mặt đường khát vọng của mình. Và đặc biệt, chúng ta chắc chắn sẽ không thôi ấn tượng về một trong số những cái trích đoạn tiêu biểu của trường ca này. Đó chính là Đất nước các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là khi mà chúng ta tìm hiểu về tác giả Nguyễn Khoa Điềm á, bây giờ chị Hiên nhắc nhớ lại bài cũ để xem là chúng mình có nhớ không nhá. Để xem là chúng mình có nhớ không nhá. Các bạn ơi, các em có nhớ những cái từ khóa về nhà thơ Quang Dũng không? Các bạn có nhớ những cái từ khóa về nhà thơ Quang Dũng không ạ? Chúng mình có nhớ những cái từ khóa về nhà thơ Quang Dũng không ạ? Nhắc nhớ lại cho chị Hiên nào. Bây giờ là đang ôn tập lại kiến thức một chút xíu. Bao giờ cũng thế, khi mà các bạn tham gia trong các khóa học của chị Hiên á, thì ở phần đầu của mỗi buổi học chị thường dành thời gian để nhắc nhớ lại về những cái dung lượng kiến thức dành cho các bạn, để các em có thể chủ động ghi nhớ và các bạn có thể lặp lại một lần nữa. Bởi vì á, thật ra chúng ta thấy rằng là để chúng ta có thể ghi nhớ được một cái nội dung thông tin gì đấy á, thì bao giờ cũng sẽ có một trong hai cách. Cách đầu tiên đó là chúng ta thực sự ấn tượng với nội dung thông tin đấy, thì cái việc ghi nhớ của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và cái thứ hai đó là gì ạ? À, và cái thứ hai đó là nếu như chúng ta không thể ấn tượng với nó và ghi nhớ ngay lập tức, thì cũng có một cái cách khá là hay, đó chính là chúng ta sẽ cho nó xuất hiện đi xuất hiện lại thật nhiều lần. Thì ở đây chị đang làm cái cách đó cùng với các bạn. Và ngay sau khi hỏi một cái câu hỏi rằng có còn nhớ gì về nhà thơ Quang Dũng nữa hay không, thì ngay lập tức thấy rồi đây ạ. Chữ tình chính trị là cái gì hả các em? Đâu có liên quan gì đến nhà thơ Quang Dũng đâu ạ. Đấy, thấy ngay được rằng là các bạn ở trong thời gian vừa rồi, với một cái buổi đầu tiên là các bạn không còn nhớ gì luôn rồi. Các em ơi, chị nhắc lại một lần nữa nha. Đối với các bạn 2K6 nhá, thì các em phải chú ý rằng năm nay là một cái năm thi rất là quan trọng. Hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ đâu ạ. Bởi vì chắc chắn các em sẽ ok, nhất trí, đồng ý là các em sẽ có cơ hội để thi lại nếu như năm nay không may em lỡ bước. Thế nhưng các em phải hiểu rằng năm tới người ta sẽ thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia theo kiến thức của chương trình mới các em ạ. Và các em sẽ xoay sở kiểu gì? Các em hiểu chị không? Vậy nên chị mới bảo rằng với các bạn rằng là hoặc là bây giờ
hoặc là không bao giờ cả, bởi vì cái việc đó nó khó lắm. Bây giờ để các bạn ôn thi lại mà các bạn lại phải gì ạ? À, các bạn lại lại phải học lại kiến thức hoàn toàn là kiến thức mới, nó khó lắm. Cực kỳ khó để theo kịp. Xin lỗi các em nhé. Vậy nên là các bạn phải chú ý nhá. Đã học là phải học cho nghiêm túc. Được không nào? Còn không học thì thôi, đã học thì học cho nghiêm túc. Thế thì đối với nhà thơ Quang Dũng thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái từ khóa như là, thứ nhất, Quang Dũng được biết tới với hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài, làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc, thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Thế nhưng Quang Dũng lại được bạn đọc biết đến trước tiên với tư cách của một nhà thơ. Đề tài người nghệ sĩ này thường viết là đề tài người lính và quê hương xứ đoài mây trắng của ông, đúng không ạ? À, giọng thơ của người nghệ sĩ này đó là giọng thơ hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là Quang Dũng là một trong số những nhà thơ chiến sĩ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp giai đoạn đầu. Ok chưa ạ? Thì đấy là những cái nội dung chị nhắc nhớ lại nhá. Còn đối với Tố Hữu thì sao? À, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, sự nghiệp thơ song hành cùng với chặng đường cách mạng, hồn thơ trữ tình chính trị đậm đà tính dân tộc và được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Con cánh chim đầu đàn, đúng không ạ, của thơ ca cách mạng Việt Nam. Đó, đó đều là những cái nội dung mà các em có thể thấy rằng là gì ạ? Chúng ta rất là dễ để chúng ta có thể ghi nhớ nhá. Rất dễ để có thể ghi nhớ. Vậy nên là các bạn ơi, các em hãy chú ý giúp cho chị nhá. Là học đến đâu thì nên ôn lại và ghi nhớ đến đấy. Đừng để cái trường hợp xảy ra rằng là gì ạ? Đừng để một cái trường hợp xảy ra là chúng ta bị tự mình rơi vào một cái thế bị động. Và cái thế bị động ở đây sẽ khiến cho chúng ta phải trả giá rất là đắt, bởi vì các em phải hiểu rằng đến với kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì 0,25 điểm, 0,2 điểm cũng đã quyết định được việc chúng ta đậu hay không đậu rồi. Vậy nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như thế nhá. Ok chưa nào? Thế còn ngày hôm nay đến với tác giả Nguyễn Khoa Điềm thì sao ạ? Chúng mình sẽ chú ý giúp chị nhé. Thứ nhất, Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. À, nếu như mà để nói về một cái đặc điểm, về cái sự khác nhau giữa giữa Nguyễn Khoa Điềm và giữa Tố Hữu á, thì các em phải nhớ giúp chị là Nguyễn Khoa Điềm là nhà cách mạng làm thơ. Còn Tố Hữu là gì ạ? Là gì? Tố Hữu là gì? Tố Hữu là nhà thơ làm cách mạng. Đó, một cái chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là cũng chính bởi cái điều đấy mà nó chi phối khá nhiều tới cái giọng điệu thơ khác nhau của những người nghệ sĩ này. Thì chúng ta thấy rằng là Nguyễn Khoa Điềm về đề tài người nghệ sĩ này thường viết đó chính là đề tài về đất nước và con người Việt Nam. Ok chưa ạ? À, phong cách thơ thì tài hoa, uyên bác, truyền thống, trang trọng, trữ tình, giàu chất chính luận, triết luận. Hay nói cách khác, nếu mà dùng một cái từ khóa để nói về giọng thơ của Nguyễn Khoa Điềm thì chúng ta sẽ có đó chính là giọng thơ trữ tình chính luận các bạn nhá. Được không ạ? À? Trữ tình chính luận các em nhá. Trữ tình chính luận khác với trữ tình chính trị và khác như thế nào thì ở trong khóa học VIP chị sẽ lý giải điều này để cho các em có thể ghi nhớ ngay và luôn và các bạn sẽ hiểu ngay và luôn nhá. Cứ hết sức bình tĩnh nhưng mà nhớ giúp chị là như vậy. Một nhà thơ là trữ tình chính trị, còn một nhà thơ là trữ tình chính luận. Hai cái này là khác nhau nha. Chú ý giúp chị là như vậy. Hai cái này là khác nhau hoàn toàn. Chứ không khác nhau thì làm sao mà người ta phải ghi một bên chữ tình chính luận còn một bên chữ tình chính trị làm chi? Nha, ok chưa ạ? Và ở đây chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Cái thể loại sở trường của người nghệ sĩ này đó chính là thể loại trường ca các bạn nhá. Thể loại sở trường là trường ca các em nhá. Các em chú ý giúp cho chị là như vậy. Thể loại sở trường là trường ca. Thế thì ở đây dựa vào những cái ý này chúng ta cũng có thể viết được ngay và luôn một cái đoạn về nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.
đúng không? Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ trưởng thành trong, là nhà thơ tiêu biểu trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhà thơ này thì thường viết về đề tài đó là đất nước và con người Việt Nam, mang trong mình một phong cách thơ tài hoa, uyên bác, truyền thống, trang trọng, trữ tình, giàu chất chính luận và triết luận. Và thể loại sở trường của người nghệ sĩ này đó chính là thể loại trường ca. Ví dụ là như vậy. Ok chưa ạ? Thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Thể loại sở trường, trường ca. Được chưa nào? Thì ở đây chúng ta có thể thấy này. Các bạn đều biết rằng là đề tài đất nước ạ, là một cái đề tài mà đã từng nghiêng mình trong rất nhiều những tác phẩm văn học, đúng không? Chúng ta có thể thấy là gì ạ? Con chim không thuộc về, nếu như gì ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là cái tình, cái lòng yêu nước ạ, nó được ví như là một cái thứ tình cảm mà dường như mỗi con người sinh ra trên bất cứ một đất nước nào đều mang trong mình cái điều đó. Phải không ạ? Đều mang trong mình cái điều đó. Phải không nào? Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Có lẽ cũng chính bởi vậy mà đất nước đã trở thành một cái đề tài rộng mở để biết bao nhiêu những người nghệ sĩ dùng những cái gì? Những cái lời thân thương của mình để viết về đất nước. Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ như chồng. Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông. Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im. Đúng không ạ? Hay là gì nữa? Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay là rập rờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Có lẽ là các bạn cũng đã từng được nghe rất rất là nhiều những cái lời thơ viết về đất nước. Chị nghĩ là như vậy. Các bạn đã từng được nghe rất nhiều những lời thơ, rất nhiều những tác phẩm văn học nói về cái tình yêu quê hương, tình yêu đất nước. Kể cả là những cái tác phẩm truyện ngắn, đúng không ạ? Nếu mà nói về truyện ngắn thì ngày lớp 9 á, các bạn có được học một cái tác phẩm truyện ngắn mà thể hiện rất rõ ràng về lòng yêu Tổ quốc. Các bạn có nhớ là tác phẩm nào không ạ? Chị gợi ý là của nhà văn Kim Lân ạ. Không biết là các bạn có còn nhớ là tác phẩm nào không? Chị Hiên gợi ý nhá. Chị Hiên gợi ý đó chính là một cái tác phẩm của nhà văn Kim Lân các bạn ạ. Các bạn có nhớ không ạ? Vô cùng chính xác. Đó chính là truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân. Đúng không ạ? Chính xác, đó là truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân nhá. Rất là tốt, đúng không ạ? Ngoài ra thì các em có còn biết những cái tác phẩm nào mà thể hiện cái tình yêu đất nước, tình yêu Tổ quốc không ạ? Nào, các bạn có biết là có những cái tác phẩm nào mà các em biết mà nó cũng thể hiện cái lòng yêu đất nước, lòng yêu Tổ quốc không ạ? Nói chị Hiên nghe thử xem nào. Nào để xem là gọi là tích lũy thêm những cái vốn tri thức từ việc các bạn chia sẻ xem nào. Các bạn có biết bài thơ Quê hương của nhà thơ Giang Nam không? Các bạn có biết bài thơ Quê hương của nhà thơ Giang Nam không? Đó cũng là một cái bài thơ khá là nổi bật đấy. Đúng rồi. Không có kính không phải vì xe không có kính. Đúng rồi, rất chính xác. Bài gì nào? Các em ơi, các bạn biết bài gì nào? Nói chị nghe nào. Nào, nói chị nghe xem là các bạn biết bài gì. Đúng rồi, ok. Các bạn có biết bài để quê hương của nhà thơ Giang Nam đúng không? Đúng rồi, chính xác đồng chí. Chính xác đấy. Chính xác đấy ạ. Chính xác. Bài gì nữa? Đúng rồi. Những ngôi sao xa xôi, cực kỳ chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Gì nữa nào các em nào? Gì nữa nào? Tây Tiến Việt Bắc. Rồi, bài gì nữa? Đó, các bạn thấy không? Vậy là tự nhiên ngày hôm nay trong cái quá trình chúng ta thiết lập lại về những cái nội dung mà chúng ta có ở trong đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, thì chính bản thân các bạn cũng đã nhận ra một điều rằng đó là thì ra là mình cũng có khá là nhiều những cái tư liệu về những cái tác phẩm thể hiện cái tình yêu đất nước đấy chứ. Đúng không ạ?
Rồi, chính xác đấy ạ, lượm này. Rồi, ok ạ. Đó, các bạn ơi, các bạn có thấy không? Các em có thấy không? Thế nên chúng ta lại càng khẳng định được một điều rằng là gì ạ? À, thì ra là chúng ta thấy rằng là tình yêu quê hương đất nước ấy, nó không chỉ là một cái gọi là phẩm chất đâu, mà nó còn là một cái đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam rồi. Có lẽ cũng chính bởi vì thế mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng là gì ạ? Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Các bạn nhớ không? Các bạn có nhớ cái đó không ạ? Các bạn có nhớ cái đó không ạ? À, đúng chưa nào? Ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Rồi, có lẽ cũng chính bởi vì vậy mà chúng ta mới thường lập luận rằng là gì ạ? À, nếu mỗi người không thuộc về một đất nước, một quê hương, thì giống như con chim không có tổ, cái cây không có rễ. Và ai đó cũng đã từng tự hỏi lòng rằng có mối tình nào nặng sâu hơn là mối tình tổ quốc, đúng không ạ? Và đi tìm câu trả lời đó thì đã có rất nhiều những cái vần thơ cất cánh, những cái tác phẩm, đúng không ạ? Những vần thơ cất cánh đấy thì các em có thể dựa vào cái hướng mà chị Hiên vừa gợi ý á, để làm gì? Để các em có thể chủ động triển khai và viết thành cái phần mở bài luôn. Ok chưa? Có ai đó đã từng nói rằng nếu mỗi người không thuộc về một đất nước, một quê hương thì giống như con chim không có tổ, cái cây không có rễ. Và ai đó cũng đã từng tự hỏi lòng có mối tình nào nặng sâu hơn là mối tình tổ quốc. Đi đi trả lời cho câu hỏi đó đã có biết bao nhiêu những vần thơ cất cánh. Thế xong bắt đầu chúng ta lấy những cái ví dụ ra. Ví dụ như trong thơ của Xuân Diệu thì tổ quốc tôi như một mũi tàu đấy. Đúng không ạ? Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau đấy. Nhớ không? Đấy thì nói chung là có rất là nhiều những bài thơ viết về đề tài này. Và các bạn hãy lựa ra khoảng tầm 2 đến 3 bài để làm cái đòn bẩy để dẫn vào cái tác phẩm mà chúng mình chuẩn bị đề cập nhá. Thế nhưng các bạn ơi, chúng ta có thể thấy nhá. Nếu như đất nước với các nhà thơ khác là những huyền thoại của những anh hùng, nhưng với tôi là những con người vô danh của bản thân. Đây chính là cái lời tâm tình của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm khi mà gì ạ? À, khi mà bộc bạch về đất nước ở trong thơ của ông, và đặc biệt được thể hiện rất rõ qua trích đoạn đất nước trích trong Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng các em nhá. Thì đấy là một số những cái nội dung đầu tiên chị Hiên chia sẻ. Bây giờ thì chúng ta sẽ có về tác phẩm các bạn nhá. Thì ở trong phần tác phẩm này chúng ta sẽ ghi nhớ một số những cái từ khóa chính như sau khi chúng ta nói về đất nước. Đó chính là cái mốc thời gian thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Các em ơi, các em có nhớ phân kỳ lịch sử trong văn học không ạ? Các bạn ơi, không biết là các bạn có còn nhớ về phân kỳ lịch sử trong văn học không ạ? Phân kỳ lịch sử trong văn học có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta biết được là ví dụ như từ trước năm 45 gọi là thời kỳ gì? Từ 45 cho đến 54 thì là thời kỳ gì? Từ 54 cho đến 75 là thời kỳ gì? Và từ 75 trở về sau được coi là thời kỳ gì? Đấy, đúng rồi, các cái giai đoạn trong văn học đấy, rất chính xác. Bởi vì chúng ta đều biết rằng là bản chất là một cái tác phẩm văn học nó sẽ bị chi phối bởi rất nhiều các yếu tố. Được không ạ? Ví dụ như cái yếu tố đầu tiên đó là yếu tố về tác giả. Đó, tác giả đó là một cái con người hào hoa lãng mạn thì cũng sẽ thể hiện cái sự hào hoa lãng mạn đó ở trong tiếng thơ của mình. Nếu như tác giả đó là một con người mà mang trong mình cái tình yêu tổ quốc, một cái tình yêu sâu nặng dành cho tổ quốc, thì bao giờ đề tài mà người nghệ sĩ đó lựa chọn cũng là về đất nước, về quê hương. Đúng không ạ? Các em hiểu với chị không? Đó chính là lý luận. Các bạn đừng có nghĩ lý luận văn học nó là một cái gì đó xa vời nhá. Các em ơi, nếu như các bạn muốn là học sâu, chuyên sâu thêm, tức là được trau dồi thêm cả về cái đó nữa, thì các em nhất định phải đăng ký khóa học VIP của chị Hiên nha. Chị nhắc lại là đến thứ sáu này là sẽ có cái buổi test đầu vào của lớp học VIP đấy, để định hướng về cách học cho các em đấy. Vậy nên nếu như bạn nào mà muốn tham gia thì các em có thể chủ động nhắn tin cho chị hoặc là nhắn tin về cho admin fanpage Học Văn chị Hiên luôn nhá. Không là đương nhiên là sau đấy thì cũng có thể đến lúc đấy thì các em sẽ lại đăng ký,
Bởi vì lúc đấy các em mới thấy cần thiết, nhưng có phải là đến lúc đấy mình đăng ký thì mình lại không được test đầu vào không? Hiểu chị không ạ? Thế thì ngay từ bây giờ đáng lẽ cũng như thế thì mình nên tập trung cái việc là mình có thể gọi là thử cân nhắc xem là mình có học không? Được không ạ? Đó, thế nên là thay vì việc là mình cứ chần chừ thì đôi khi mình nên ra quyết định để sau này mình sẽ không cảm thấy hối hận. Chị nghĩ là như thế nhá. Còn đương nhiên là trên tinh thần là chị vẫn nói, nếu các bạn cảm thấy thoải mái và thực sự mong muốn học thì các bạn sẽ đăng ký, còn nếu không thì cũng không sao cả. Chị vẫn sẽ cố gắng để hỗ trợ cho các em nhá. Rồi. Thế thì đối với cái phần này các bạn sẽ chú ý giúp chị là chúng ta sẽ nhớ cái mốc thời gian đó là năm 1971 các em nhá. Cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn ác liệt. Và từ chiến trường Bình Trị Thiên Khói Lửa thì nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã góp thêm một tiếng thơ hay về đề tài đất nước với cái bản Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng. Và cái tác phẩm này thì chính là chương 5 trong Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng. Các bạn sẽ cùng xem một cái đoạn video clip ngắn cùng với chị Hiên để thấy được rõ xem là những cái năm tháng đó là những cái năm tháng như thế nào nhá. Ok ạ. Tiến công liên tục, thọc sâu, bao vây, đập tan lá chắn phòng ngự kiên cố nhất của địch ở phía Bắc. Giáng đòn phủ đầu, đập tan kế hoạch phòng ngự kho cụ chiến lược mới của địch. Trận đánh đầu tiên trong chiến dịch Huế, Đà Nẵng. Đập tan ý định tử thủ của địch. Huế là một trong hai thành phố lớn nhất ở vùng 1 chiến thuật của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Là lá chắn phòng ngự kiên cố nhất của địch ở phía Bắc. Nơi đây tập trung lực lượng phòng thủ rất mạnh, là nắm đấm tiên phong đối đầu với quân giải phóng. Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, khi ấy là chánh văn phòng ban an ninh khu Trị Thiên Huế, nhận định. Địch ấy, mất cái Trị Thiên Huế cũng là mất cái miền Nam. Mà ta mà không giữ được Trị Thiên Huế thì cái miền Bắc cũng không yên ổn. Cho nên cái chỗ này là nó diễn ra một cái cuộc chiến đấu rất là quyết liệt, rất là khốc liệt giữa ta và địch. Bên nào cũng phải cố giữ, bên nào cũng phải quyết giữ và giành cái quyền làm chủ của mình. Một ngày sau khi chiến dịch Tây Nguyên mở màn, ngày 5 tháng 3 năm 1975, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định mở chiến dịch Trị Thiên Huế. Để tiêu diệt được lá chắn phòng ngự kiên cố của địch, trước hết, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 1975, quân khu Trị Thiên Huế đã tiến hành các trận đánh chia cắt vòng ngoài, giải phóng toàn tỉnh Quảng Trị. Trước những diễn biến nhanh chóng của tình hình, tại Tổng Hành Dinh ở Hà Nội, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã phê chuẩn kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu, nhanh chóng chuyển hướng tấn công chủ yếu từ Tây Bắc xuống Tây Nam Huế. Đồng thời cắt đứt đường một, cô lập Huế và Đà Nẵng, đập tan ý định co cụm của địch, tạo thế uy hiếp thành phố Huế. Ngày 21 tháng 3 năm 1975, từ các hướng Bắc, Tây, Nam, quân ta đồng loạt tiến công, hình thành nhiều mũi bao vây địch. Tức là một mặt quân sự đánh, nhưng mà lực lượng an ninh này cùng với lực lượng chính trị và tiêu diệt cái bọn kim kẹp ở dưới cơ sở để phát động quân chúng nổi dậy. Dốc toàn bộ lực lượng bằng một cuộc tiến công tổng hợp, toàn diện, lấy chia cắt và bao vây chiến dịch kết hợp với các mũi thọc sâu của chủ lực làm biện pháp then chốt. Đồng thời, sử dụng lực lượng vũ trang địa phương trực tiếp đánh địch, hỗ trợ và vận động quân chúng nổi dậy. Ngày 20 tháng 3, thì Ngô Quang Trưởng là tư lệnh quân đồng nổi ở Đà Nẵng bay ra Huế nhá, để trấn an cái tinh thần của ngụy quyền và của binh lính ở Huế. Thế thì như vậy á, một con trưởng rêu rao: tôi sẽ chết ở trên đường phố Huế. Thì sau đó Ngô Quang Trưởng biến mất
và chạy thoát được cái ở chỗ Huế. Và để lại cái bọn tay chân, bọn binh lính khốn khổ và chết chóc. Quân địch ở Huế như rắn mất đầu, hoảng loạn, không còn ý chí chiến đấu. Đến ngày 26 tháng 3 năm 1975, thành phố Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên được giải phóng hoàn toàn sau 21 ngày đêm chiến đấu. Cái chiến công này đã đóng góp rất là quan trọng để mở toang cánh cửa phía Bắc, để cho quân ta tiếp tục tiến vào phía Nam để tham gia cái chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thực hiện toàn vẹn cái lời dạy của Bác Hồ, phải đánh cho Mỹ quốc, đánh cho người Nam, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để phối hợp với chiến trường Tây Nguyên, khu ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định mở chiến dịch Nam Ngãi. Làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ này? Tất cả sẽ có trong tập ngày mai. Ào ào như thác đổ, giải phóng Nam Ngãi. Các bạn thân mến, các em có thể thấy rằng là đây chính là một cái phần video clip mà chúng ta thấy được rằng là những cái năm tháng ấy ở chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa là như thế nào. Và thật là may mắn cho chúng ta, bởi vì là trong chương trình ngữ văn của lớp 12, các bạn có thể thấy rằng là gì ạ? Chúng ta thấy được rằng là chúng ta được học những cái tác phẩm. Và đây là những cái tác phẩm mà dường như trong mỗi chúng ta đều cảm nhận được rất rõ về một cái niềm tự hào với những chiến công oanh oanh liệt liệt, về tinh thần của những chàng trai cô gái ào ào ra trận trong những năm tháng đó. Và bây giờ khi đến với trích đoạn Đất nước trích trong Trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, thì chúng ta đã cùng với nhau để đi thêm một lần nữa làm rõ một cái câu hỏi rằng là đất nước này do ai làm nên. Và câu trả lời của Nguyễn Khoa Điềm có lẽ cũng chính là câu trả lời dành cho tất thảy những ai đang thắc mắc về việc rằng là gì ạ? Đất nước do ai làm nên? Thì chúng ta có thể thấy rằng là câu trả lời của Nguyễn Khoa Điềm đó là gì? Để đất nước này là đất nước của nhân dân, đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại. Các bạn sẽ chú ý nhá. Thì ở trong cái phần này, các em sẽ thấy là chúng ta sẽ có, đó là về cái bố cục của trích đoạn này. Như chị đã nhắc cùng với các bạn, đó chính là trích đoạn Đất nước trích trong Trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm ấy, là một cái trích đoạn mà rất thường xuyên xuất hiện trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Được không ạ? Thường là cứ 3, 4, 5 năm là nó lại quay trở lại một lần. Có lẽ bởi vì cái đề tài của nó là một cái đề tài mà rất gần gũi đối với mỗi chúng ta chăng? Được không ạ? Vậy nên là các bạn sẽ chú ý nhá, là nếu như năm nay mà 2K6 có thi vào đất nước thì đó là cũng là một cái điều rất là bình thường. Thì khi mà chúng ta chia bố cục này, các em sẽ chú ý giúp cho chị, đó là chúng ta chia bố cục của 89 câu thơ này, thì các bạn sẽ chú ý giúp chị là chúng ta sẽ có 9 câu thơ đầu. Đây là 9 câu thơ đi trả lời cho câu hỏi đất nước có tự bao giờ, các em nhá. Hay nói cách khác là gì ạ? Hay nói cách khác là lý giải về cội nguồn của đất nước. Đã bao giờ chúng mình tự đặt ra câu hỏi như vậy chưa? Đã bao giờ các bạn đặt ra câu hỏi là đất nước có tự bao giờ chưa? Nếu như các bạn cũng đã từng đặt ra câu hỏi đất nước có tự bao giờ rồi, thì chị Hiên tin chắc một điều rằng sau 9 câu hỏi, sau 9 cái câu thơ này thì các em sẽ tìm thấy được câu trả lời thôi. Ok không ạ? Tiếp theo là từ câu số 10 cho đến câu số 42, thì nội dung của chúng mình có ở đây đó chính là định nghĩa về đất nước các bạn nhá. Có nghĩa là gì ạ? Đất nước là gì đấy? Thế thì các em sẽ thấy được một cái cách lý giải mà nó rất là khác biệt của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm so với những nhà thơ khác. Ông ấy đã chiết tự, ông ấy đã gì ạ? Phân tách cái yếu tố đất là, nước là, sau đó lý giải đất nước là. Đó, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Định nghĩa về đất nước từ câu số 10 cho đến câu số 42. Ok chưa ạ? Sau đó chúng mình sẽ có từ câu số 43 cho đến câu số 85. Thì cái nội dung của chúng mình ở đây đó chính là
đất nước là của ai, các em nhé. Đất nước là của ai? Hay nói cách khác, đó chính là chủ thể làm nên đất nước nhá. Chủ thể làm nên đất nước thì chúng ta sẽ có câu trả lời là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, để đất nước này là đất nước của nhân dân. Đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại, các em nhá, chú ý. Và cuối cùng, từ câu 86 cho đến câu 89, đó sẽ là khúc vĩ thanh về bản trường ca đất nước, được không ạ? Khúc vĩ thanh về bản trường ca đất nước. Thì đây sẽ là nội dung của 89 câu thơ mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong trích đoạn Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một cái đoạn thơ đầu tiên, là một cái đoạn thơ mà rất thường xuyên xuất hiện trong các đề kiểm tra, xuất hiện trong các đề thi các em nha. Đó là 9 câu thơ đầu. Thế thì chị Hiên rất muốn hỏi các bạn một câu, đó là các em ơi, các em đã đọc cái trích đoạn Đất nước này chưa? Các bạn đã đọc trích đoạn Đất nước chưa ạ? Chúng mình đã đọc trích đoạn Đất nước chưa? Chị nhắc lại một lần nữa, đối với việc học văn thì cái việc đọc văn bản là vô cùng quan trọng. Các em phải hiểu rằng là thơ còn là ngắn. Những cái chuyện hay là ký hay là tùy bút ấy, bút ký của chúng ta ấy, nó mới là dài. Thế nên là thành ra là gì ạ? Thành ra là các bạn ơi, nếu như học văn ấy mà các bạn muốn học thực chất ấy, mà các bạn không đọc văn bản ấy, thì các em sẽ rất là khó để làm, và thậm chí là các bạn sẽ không thể nào triển khai được đâu. Chị nói thật là như vậy. Bởi vì lúc nào các bạn cũng trong một cái tâm thế bản chất là chúng ta đã đọc đâu, bản chất là chúng ta đã đọc văn bản đâu, đúng không ạ? Nên là chúng ta sẽ luôn luôn trong một cái tâm thế đó là gì? Đó là lo lắng nhá. Luôn luôn trong một cái tâm thế đó là tâm thế lo lắng. Lo lắng là vì mình đã thực chất là nắm được văn bản đâu, mình đã đọc văn bản đâu. Ok chưa ạ? Thì các em sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có 9 câu thơ đầu tiên. Đây là 9 câu thơ nói về cội nguồn của đất nước, hay nói cách khác là đi trả lời cho câu hỏi là đất nước có tự bao giờ chúng mình nhá. Thì chúng ta có 9 câu thơ như sau ạ. Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bới sau đầu, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Cái kèo cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai sương, xay, giã, dần, sàng. Đất nước có từ ngày đó. À, các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? À, ở đây chúng ta có thể thấy rằng là với 9 cái câu thơ này, đây là 9 câu thơ đi trả lời cho cái câu hỏi là đất nước có từ bao giờ. Thế thì cái chốt lại là bây giờ tôi phải tìm được cái câu trả lời là đất nước có từ bao giờ. Thế thì ở những cái buổi trước khi phân tích thơ thì chị nói với các em là chúng ta sẽ quan tâm tới chủ thể trữ tình này, quan tâm tới thể thơ này, quan tâm tới hình ảnh này, quan tâm tới từ ngữ này, quan tâm tới biện pháp tu từ này, quan tâm tới nhịp điệu này, quan tâm tới cách gieo vần này, vân vân, đúng không ạ? Đấy là những cái yếu tố mà thường chúng ta sẽ phải để ý và chú ý khi chúng ta phân tích thơ. Thì ở đây các em ơi nhá, nếu như mà đối với Việt Bắc ấy, thì chị Hiên có nhắc các bạn rằng là bao giờ các em cũng cần phải chú ý giúp cho chị. Đó là chúng ta sẽ cần phải làm gì nhở? À, đó là chúng ta sẽ cần quan tâm tới việc là cái cách xưng hô, lối xưng hô mình ta thường gặp trong ca dao dân ca. Và cái thứ hai đó là thể thơ lục bát. Đấy là cái đầu tiên, cái trước tiên mà chúng ta nhìn thấy. Thì đối với trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, thì cái đầu tiên bao giờ khi phân tích bất cứ một cái trích đoạn nào, các em cũng phải để ý giúp cho chị Hiên, đó chính là cái danh từ chung đất nước lại được viết hoa trong xuyên suốt cả bài viết của mình. Được không ạ? Hãy nhớ chú ý giúp chị nhé. Thế có bạn nào thắc mắc rằng là tại sao mà đất nước lại được viết hoa xuyên suốt không ạ?
Có bạn nào thắc mắc không ạ? Có bạn nào thắc mắc rằng là tại vì sao mà đất nước lại được viết hoa xuyên suốt không ạ? Cái này là cái đầu tiên mà các bạn sẽ phải lý giải trước khi chúng ta đi giải thích bất cứ một cái đoạn thơ nào nhá. Được chưa ạ? Trước khi chúng ta đi phân tích bất cứ một cái đoạn thơ nào thì các em sẽ giúp chị là làm rõ rằng là tại sao mà chữ đất nước bao giờ cũng sẽ được viết hoa. Thế thì các em chú ý giúp cho chị này. Đối với nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm ý, thì đất nước đối với ông ấy không phải chỉ là một cái thực thể vô tri tồn tại ở bên ngoài, mà đối với Nguyễn Khoa Điềm thì đất nước giống như là một sinh thể có linh hồn. Đất nước là một nhân vật. Và chính bởi vậy mà đất nước xuất hiện và trải đều xuyên suốt trong cái tác phẩm này. Và đồng thời chúng ta cũng thấy được rất rõ đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đó là muốn thể hiện một cái thái độ trân trọng, một cái niềm tự hào về đất nước, đúng không ạ? Đó là một cái điều gì đó rất là thiêng liêng, đúng không? Và đối với Nguyễn Khoa Điềm đấy, thì đất nước không phải đơn thuần chỉ là một thực thể vô tri, mà đất nước còn là một nhân vật nữa các em ạ. Được không nào? Chính vì vậy mà Nguyễn Khoa Điềm đã lựa chọn cái cách đó là viết hoa để làm nổi bật cái danh từ đất nước đấy. Thì chúng mình sẽ chú ý nhá. Thì ở trong cái trích đoạn đất nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm này cũng khá là dễ để chúng mình phân tích thôi. Chị cho rằng là khá là dễ để các bạn có thể phân tích. Thì ở đây chúng ta có thể thấy nhá, đó chính là chúng ta sẽ có này. Ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có này, câu thơ đầu tiên. Đối với cái đoạn này là đoạn 9 câu thì mình có thể chia theo cái bố cục. Đó chính là 1, 7, 1 các bạn nhá. Chúng mình có thể chia theo bố cục đó là 1, 7, 1. Được không ạ? Thế thì một câu thơ đầu tiên nó là cái gì đây ạ? Một câu thơ đầu tiên ở đây đó chính là cái sự khẳng định. Khẳng định cho cái gì ạ? Khẳng định cho cái cội nguồn xa xưa, lâu đời của đất nước. Ở trong cái thi phẩm này thì nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã sử dụng đại từ đó là ta, đúng không? Đó là một cái cách xưng hô giống như kiểu là ta với mình với ta. Một cái cách xưng hô vô cùng thân mật, vô cùng gần gũi. Đó là xét theo một nét nghĩa nhá. Thế nhưng xét theo một cái nét nghĩa khác nữa thì chúng ta có thể thấy rằng ta ở đây cũng chính là cái đại diện cho cái ta chung, cái ta của mọi người, đúng không ạ? Và cái câu đầu tiên là một cái câu khẳng định. Khi ta lớn lên thì đất nước đã có rồi. Cụm từ đã có rồi để khẳng định về cái cội nguồn để khẳng định về một cái cội nguồn xa xưa lâu đời của đất nước. Chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá, một cái cội nguồn xa xưa lâu đời của đất nước, được chưa nào? Và các bạn ơi, vậy thì thể hiện một điều rằng là đất nước đã có từ rất lâu rồi, rất xa rồi, rất xưa rồi. Thế thì đất nước có trong những cái gì? Bắt đầu viết này. Đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Không biết là đối với các bạn thì như thế nào, nhưng mà đối với bản thân của chị thì tuổi thơ của chị chính xác đấy là một cái tuổi thơ mà gắn liền với những cái câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ. Ngày xưa, câu chuyện về Thạch Sanh dũng cảm, câu chuyện về cô Tấm Thảo Hiền, câu chuyện về anh Khoai hiền lành chân chất. Đó là những cái câu chuyện cổ tích đã đi theo chúng ta trong suốt những cái năm tháng của tuổi thơ. Và đất nước có trong gì ạ? Có trong những cái câu chuyện cổ tích truyền thuyết xa xưa mà chúng ta được nghe từ thời thơ ấu, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Điều đó chứng tỏ một điều rằng là đất nước đã có từ rất xưa rồi. Từ trong cái kho tàng văn học dân gian, với những cái câu chuyện cổ tích, trong những cái câu chuyện truyền thuyết, đúng không nào? Đấy là đất nước có trong nhá. Rồi thì đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Miếng trầu là đầu câu chuyện, là một cái hình ảnh rất là thiêng liêng trong phong tục của người Việt Nam. Và người Việt Nam thì có tục ăn trầu. Đây là một cái nét sống giản dị, đúng không ạ? Đây là một cái mỹ tục
một cái nét sống giản dị của con người Việt Nam. Vậy thì đất nước đã bắt đầu từ khi dân ta có phong tục tập quán, đúng không? Có phong tục hình thành những cái mỹ tục đẹp đẽ. Và hình ảnh miếng trầu này cũng nhắc nhớ chúng ta về một cái câu chuyện cổ nhất trong những câu chuyện cổ, đó chính là câu chuyện sự tích trầu cau. Không biết là các bạn có biết hay không nhá. Rồi, sau đó là gì đây ạ? Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Hình ảnh cây tre. Và gì ạ? Dân mình biết trồng tre mà đánh giặc gợi nhắc chúng ta về gì? Về truyền thuyết thánh gióng. Tiếng nói của một đứa bé 3 tuổi, tiếng nói đầu tiên là tiếng nói gì ạ? Là tiếng nói gì nhỉ các bạn nhỉ? Là tiếng nói đòi đi đánh giặc, xin đi đánh giặc, đúng không? Sau đó nhổ tre bên đường biến thành vũ khí để đánh đuổi giặc Ân. Và hình ảnh cây tre cũng là một cái hình ảnh rất đẹp đẽ, biểu trưng cho những cái phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Tre xanh xanh từ bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Thân gầy guộc lá mong manh mà sao nên lũy lên thành tre ơi. Ở đâu tre cũng xanh tươi, cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu. Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là đất nước lớn lên với cái truyền thống đánh giặc giữ nước, với cái truyền thống yêu nước của nhân dân ta, và với những cái phẩm chất đẹp đẽ của con người Việt Nam như cây tre hướng thẳng lên bầu trời. Đúng không ạ? Thì chúng mình sẽ chú ý nhá. Đó, ok chưa? Và sau đó tiếp tục, đó là những cái phong tục tập quán tốt đẹp của con người Việt Nam này. Hình ảnh của người mẹ, đúng không ạ? Biểu trưng cho người phụ nữ Việt Nam duyên dáng, với cái nét văn hóa đặc trưng đó là búi tóc ở đằng sau đầu để vừa tạo nên một cái nét đẹp, đúng không ạ? Hiền hậu, vừa là để thuận tiện cho cái công việc lao động nông nghiệp, đúng không nào? Rồi thì cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn, sử dụng cái thành ngữ gừng cay muối mặn để chỉ cái tấm lòng thủy chung tình nghĩa keo sơn gắn bó giữa cha mẹ. Họ đã kết nối với nhau bằng một cái thứ tình cảm vô cùng đẹp đẽ giữa hai con người xa lạ, bây giờ khi về cùng sống chung một mái nhà, đúng không nào? Rồi thì cái kèo, cái cột thành tên, lấy những cái vật dụng đời thường để đặt tên cho con cái, với một cái quan niệm rằng là đặt tên cho con xấu thì sẽ dễ nuôi hơn. Đó, thì các bạn có thể chú ý nhá. Rồi, một cái hình ảnh nữa là một cái hình ảnh cực kỳ thiêng liêng đối với những con người Việt Nam, đó chính là hình ảnh hạt gạo. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay. Đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy rằng, lại thêm một lần nữa chúng ta thấy này, đó là hình ảnh hạt gạo. Một cái hạt gì ạ? Hình ảnh của một cái điều rất là nhỏ bé. Thế nhưng mà để có được cái điều nhỏ bé đó thì phải trải qua một cái quá trình lao động, lam lũ, vất vả mới có thể làm ra được hạt gạo. Và kết hợp thêm với một loạt các động từ say, dã, dần, sàng, chúng ta càng thấy được cái gì ạ? Cái sự phác họa rõ nét hơn về một cái quá trình lao động, lam lũ, vất vả để có thể làm ra hạt gạo của những người nông dân, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là thì ra là ngay cả những cái điều nhỏ bé như vậy cũng là những cái điều mà chúng ta phải dồn vào trong đó rất là nhiều những cái tâm huyết. Cộng thêm với việc là các bạn có thể thấy là gì ạ? Các bạn có thể thấy đó chính là dường như là Nguyễn Khoa Điềm thêm một lần nữa đã cho chúng ta thấy được một cái chân lý, đó là mọi điều lớn lao thì đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Và những cái điều nhỏ bé ấy chính là như thế này đấy. Đó là hình ảnh miếng trầu, đó là hình ảnh hạt gạo, đó là hình ảnh cái kèo, cái cột, đó là hình ảnh cây tre. Tất cả đều là những cái hình ảnh vô cùng bé nhỏ. Thế nhưng Nguyễn Khoa Điềm lại dựa vào tất cả những cái hình ảnh đó để đưa ra một cái câu khẳng định cuối cùng rằng đất nước có từ ngày đó. Vậy thì ngày đó là ngày nào ạ? Đây là một cái từ phiếm định về thời gian. Ở đây chúng ta có thể thấy được cả một cái tiến trình xuất hiện này, lớn lên, sinh ra này, lớn lên này, trưởng thành này của đất nước. Đất nước có trong, đất nước bắt đầu,
đất nước lớn lên, đất nước có từ. Đó, các bạn có thấy không ạ? Các bạn có thấy được cái sự chuyển biến đó khi mà chúng ta nhìn cái đoạn thơ này trên một cái phương diện, đó là gì ạ? Đó chính là trên một cái phương diện là chúng ta nhìn bao quát, thì các bạn có nhìn ra không ạ? Đất nước bắt đầu, đất nước có trong, đúng không ạ? Đất nước gì ạ? Lớn lên, đất nước có từ ngày đó. Một cái từ phiếm định về thời gian để chứng tỏ một điều là đất nước đã tồn tại từ rất lâu đời rồi. Đất nước có trong những cái câu chuyện dân gian này, đúng không ạ? Những cái câu chuyện cổ tích truyền thuyết từ ngày xưa, rất xa, rất xưa này. Đất nước có trong gì ạ? Đất nước bắt đầu, đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Có nghĩa là bắt đầu khi dân ta bắt đầu có những cái mỹ tục này, thuần phong mỹ tục này, những cái phong tục tập quán tốt đẹp này, đúng không ạ? Rồi thì gì nữa? Đất nước lớn lên với những cái cuộc những cái cuộc kháng chiến Trường Chinh của cha ông ta để bảo vệ bờ cõi, đúng không? Với một cái lòng yêu nước sâu thẳm và là một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mỗi con người Việt Nam và cả lịch sử của dân tộc Việt Nam, đúng không? Rồi thì đất nước có từ những cái tình cảm, những cái phẩm chất đẹp đẽ của con người Việt Nam với những cái nghĩa tình, tức là gì ạ? Về cái đạo lý truyền thống của con người Việt Nam. Và đất nước cũng gì ạ? Đất nước cũng có trong những cái điều nhỏ bé nhất như cái kèo, cái cột. Và đất nước của chúng ta là một đất nước có khi chúng ta hình thành cái nền văn minh lúa nước, đúng không ạ? Chúng ta hình thành cái nền nông nghiệp lúa nước. Và đây cũng chính là cái nghề truyền thống của nhân dân ta trong suốt những cái năm tháng đó. Thì các bạn hãy chú ý giúp chị nhá. Vậy thì ngày đó chính là ngày chúng ta có phong tục tập quán, chúng ta có công việc lao động, chúng ta có những câu chuyện cổ tích truyền thuyết về những huyền thoại, đúng không ạ? Chúng ta có những thuần phong mỹ tục, có những cái phẩm chất đẹp đẽ của con người Việt Nam và đất nước có từ ngày đó đấy các bạn ạ. Được không nào? Thế thì chúng ta có thể thấy ở đây là trong 9 câu thơ đầu này thì bản thân nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã sử dụng rất là nhiều những cái hình ảnh quen thuộc, phải không? Đều sử dụng những cái hình ảnh quen thuộc. Ok chưa nào? Đều sử dụng những cái hình ảnh quen thuộc. Và những cái hình ảnh này thì đều là những cái hình ảnh mà cực kỳ gần gũi với con người Việt Nam. Để rồi chúng ta thấy rằng nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm không đưa ra một cái câu trả lời về đất nước có từ bao giờ bằng một cái năm cụ thể. Thế nhưng bạn đọc cũng có thể định hình được ra là giống như khi chúng ta sinh ra đã có trời và đất thì đất nước cũng như thế, đúng không ạ? Và đất nước được hình thành từ những điều mà chị vừa chia sẻ cùng với các em ở trong đoạn thơ này đấy. Thì các bạn thân mến, đó chính là 9 cái câu thơ đầu tiên, cũng chính là cái đoạn thơ đầu tiên mà chị Hiên muốn chia sẻ cùng với các bạn trong ngày hôm nay. Các em ơi, chị Hiên sẽ dành tặng tài liệu cho chúng mình ở trong cái trích đoạn đất nước này. Và nếu như các bạn muốn nhận cái tài liệu này thì các em sau cái buổi học ngày hôm nay, các bạn có thể nhắn tin về cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để nhận tài liệu này chúng mình nhá. Ngày mai đã là cái buổi học cuối cùng của chúng mình rồi. Chị rất là hy vọng ngày mai các bạn cũng sẽ tiếp tục có mặt ở trong buổi học cùng với chị Hiên để chúng ta có thể chia sẻ về một cái tác phẩm thơ cuối cùng trong cái chiến dịch tiếp cận ngữ văn 12. Đó chính là thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh các em nhé. Ok ạ, các bạn sẽ chủ động nhắn tin về để các anh chị sẽ gửi tài liệu cho các bạn nha. Ok chưa nào? Và cũng đừng quên tìm hiểu ngay và luôn về khóa học VIP, bởi vì chị tin chắc chắn rằng đây sẽ là một cái khóa học mà các bạn thực sự cần đấy, để các em nuôi dưỡng một cái mục tiêu thật là cao cho cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Ok chưa ạ? Còn bây giờ thì chắc là chúng mình sẽ tạm thời dừng lại phần phát trực tiếp tại đây nhá. Cảm ơn các bạn vì đã luôn luôn có mặt đầy đủ trong buổi học để chiến đấu cùng với chị Hiên. Và được không nào? Và hẹn gặp lại chúng mình ở trong buổi học tiếp theo cùng với chị Hiên nhá. Ok chưa ạ? Nhất trí không nào? Cũng đừng quên là chúng ta sẽ đi dài hơn cùng với nhau trong cả năm học trong khóa học Văn VIP nha. Các em có thể chủ động tìm hiểu khóa học này nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều với những tình cảm những cái tình cảm thương mến của các em. Và nhờ có điều đó mà chị cảm thấy rằng là mình có động lực hơn rất là nhiều lần luôn đấy ạ. Biết ơn các bạn về điều đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúng mình trong
À, trong buổi học ngày mai nhá. Ok không? Đồng ý không ạ? Thế nhá các em nhá, ngày mai nhá. Đồng hành cùng học văn chị Hiên trong khóa học văn VIP 2K6 để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi sắp tới các em nhé.